Hello chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sạc một chiếc Volkswagen tại khu vực sạc xe điện của Postario Hà Nội các bạn nhé. Đây là chiếc Volkswagen phiên bản turbo, xe demo của hãng này. Nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sạc cho chiếc xe này. Đầu tiên thì muốn sạc cho chiếc xe này, tất nhiên các bạn sẽ phải có xe rồi. Và đây là khu vực sạc của Postario Hà Nội. Tại Hà Nội hiện tại thì chúng ta sẽ có hai cái khu vực sạc dành cho xe Volkswagen. Đầu tiên thì tất nhiên trước khi muốn sạc được thì chúng ta phải có Volkswagen. Và ở đây thì có chạm sạc này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cái này ra bằng cách ấn vào cái nút ở phía trên này, sau đó rút cái này ra. Và các bạn sẽ kéo dây các bạn nhé. Đây là vị trí để các bạn cắm sạc vào. Và khi các bạn cầm chìa khóa trên tay và các bạn vuốt ở đây thì cái vị trí cắm sạc nó sẽ mở ra cho các bạn. Và các bạn sẽ đút cái phần này vào. Đó, đút cái phần này vào. Đó, rất là dễ dàng thôi. Các bạn chờ một chút, bây giờ nó mới bắt đầu sạc các bạn nhé. Khi cái đèn sáng này nó chuyển sang cái đèn xanh. Đó, bắt đầu nó sạc rồi. Đó, và chiếc xe của chúng ta các bạn sẽ để chờ đây và nó sẽ sạc cho các bạn. Đó là một cách để các bạn sạc điện cho những chiếc Volkswagen. Và khi các bạn ngắt kết nối hiện tại nếu như bạn cầm cái này rút ra thì các bạn sẽ không rút được ra đâu các bạn nhé. Các bạn sẽ giữ ở đây này, giữ một lúc đâu đó tầm 5 giây, sau đó các bạn nhả ra. Và khi cái đèn xanh này nó chuyển sang cái đèn trắng thì các bạn sẽ rút ra một cách dễ dàng. Và tất nhiên thì các bạn rút ra rồi thì cái này nó sẽ được đóng lại, các bạn chờ một lúc nó sẽ đóng lại nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đi cất cái này. Bạn cất cũng rất dễ thôi, các bạn cắm vào đây, đốt nó vào. Đó là kết thúc quá trình sạc. Đây các bạn nhìn này, nó đã đóng lại rồi nhé. Đó, kết thúc quá trình sạc cho một chiếc Volkswagen. Nói chung là nó rất đơn giản, không hề khó khăn một chút nào. Nếu như các bạn dùng thường xuyên thì nó sẽ như một cái việc các bạn cắm sạc cho một chiếc điện thoại thôi, hay là một chiếc máy tính bảng. Đó, các bạn, mình vừa giới thiệu qua cho các bạn cách sạc cho một chiếc xe Volkswagen hốt điện tại khu vực sạc của Post Việt Nam các bạn nhé. Đây là khu vực Postario.